Xin chào mọi người. Chào mọi người. Thì trong video này Nhung sẽ giới thiệu về một dòng sản phẩm của Tram có tông mùi giống với chai nước hoa Lancôme La Vieille nhé. Thì mọi người, những ai là tín đồ của chai Lancôme La Vieille thì chắc hẳn không nên bỏ qua cái dòng sản phẩm này. Những ai là tín đồ của chai Lancôme La Vieille thì không nên bỏ qua chai Tram Trust này nha. Thì có tông mùi là ngọt đậm và hương trái cây nha mọi người. Ngọt đậm và hương trái cây giống như hương kẹo ấy, rất là thơm, thì thích hợp dùng khi mà các bạn đi tiệc nè, đi tiệc đi chơi á, nhất là những buổi tiệc đêm á, rất là hợp. Nó mang tới cho người dùng cảm giác rất là dịu dàng, nữ tính mà rất là quyến rũ nha. Những bạn mà ở những khu mà cái khí hậu mát hay thời tiết lạnh á thì nên dùng những mùi ngọt đậm như thế này, nó rất là hay, rất là thơm và quyến rũ. Nói chung là mình thích mùi này lắm. Xịt lên tầm cỡ 15-20 phút sau á, cái tầng hương 2 nó rất là dịu mà nó ngọt, rất là cái cảm giác nó rất là thơm và rất là cuốn hút, rất là thích. Nói chung Nhung xài cái mùi này là nhiều nhất luôn nè, hết một chai rồi, chai này còn nửa chai nữa nè. Chai này với một chai Lancôme, nước hoa Lancôme chính hãng á, thì các bạn mua cũng phải mấy triệu một chai lận. Mà nếu mà các bạn mua chai chiếc 5ml thôi là cũng phải giá trên dưới 400.000 rồi. Thì với cái chai Tram Trust này với cùng tông mùi, cùng hương và giống y chang như thế, nhưng mà chỉ với giá 380.000 thôi mà tới 35ml nha. Các bạn mua chai này về xịt, nếu mà không giống chai Lancôme á, mang đến đây bắt đền Nhung hoàn lại tiền và tặng luôn chai nước hoa đó luôn nha. Đảm bảo một điều với các bạn như thế, giống hoàn toàn với chai Lancôme. Nếu các bạn xịt không giống thì cứ đến đây Nhung hoàn tiền lại 100% và tặng luôn chai nước hoa. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Chào thân ái.